Cuối tuần của anh em thế nào? Cuối tuần em nghĩ là đi lung tung đây. Thằng Nghĩa đang đi tìm nhà các bác nha. Thằng Nghĩa là đi tìm nhà đây. Cuối tuần này mượn được cái xe đi nó đỡ vất vả. Bình thường là em phí con ngựa sắt của em thôi. Các bác thân mến, đây là lòng hồ thủy điện nhá. Lòng hồ thủy điện ở đây có rất nhiều cá. Có mấy cái làng chài này riêng người ta nuôi cá, cá lóc, cá bè. Đấy. Ra đây chụp ảnh. Chỗ này cách cửa khẩu Thông Thủ. Đây là xã Thông Thủ rồi các bạn. Thông Thủ của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Chỗ em đấy cách cửa khẩu là 20 km nữa. Ở đây là có cửa khẩu giáp với Lào nhá. Cửa khẩu này là cửa khẩu tiểu ngạch. Tiểu ngạch thôi, không cần phải đi qua gọi là chi hộ chiếu à. Chỉ cần giấy thông hành. Thường giấy thông hành người ta cấp có giá trị là trong vòng 1 năm do công an tỉnh mình xuống làm giấy thông hành cấp cho. Đó. Hôm nào có dịp em sẽ phải đi qua nước bạn Lào một phát. Lâu rồi không xuất ngoài. Toàn ở trong nước thôi. Em mời các bác đến với một cái ngôi nhà của chủ nhà đang muốn bán. Ngôi nhà 3 gian. Tính ra thì nó đúng là 1 gian 2 trái, tuy nhiên là 2 cái trái là cũng tương đối rộng. 2 trái là 2m8 mỗi trái. Còn cái gian giữa là 3m. Nhà có 16 cái cột. 4 cột là dài 7m. Còn lại 12 cái cột là hơn 6m ạ. Nhà gầm dưới rất là cao, 2m8. Cửa ngõ đầy đủ. Ván vách là bằng gỗ sa mu nha các bác nhá. Gỗ sa mu là một cái loại gỗ mà có nhiều ở biên giới giữa Việt Nam và Lào, nhất là huyện Quế Phong của Nghệ An. Đó. Sa mu, pơ mu. Còn pơ mu thì có cái loại mà người dân tộc Mông á, người ta hay chẻ để làm lợp ngói á. Đấy, hôm nào em sẽ đưa các bác đi bản Mông. Lên bản Mông để xem nhà của người Mông. Họ không lợp ngói như chúng ta đâu các bác ạ. Họ lấy cái gỗ sa mu hay pơ mu á. Pơ mu hình như là pơ mu, nó có dâu, có tinh chất dâu. Người ta lợp lên. Nó mốc méo như vậy nhưng mà lợp lên là mát. Vùng này là nó sát biên cho nên là khí hậu nó cũng tương đối mát nhưng không bị nứt nẻ. Cái đấy nó có chất dâu. Đấy. Quay lại với cái nhà của chúng ta đi. Cái nhà này là nó gầm là 2m8. Đấy, 2m8. Tuy nhiên thì có một cái em thấy là cái cửa cái cầu thang, bởi vì là hai ông bà già. Hai vợ chồng ông bà này là chỉ có con gái thôi. Con gái thì đi lấy chồng hết, thì còn một cô con út thì đang học đại học ở Đại học Vinh. Đó là cái lúc mà làm nhà thì thợ mới tư vấn là bảo ông bà làm cái cầu thang ở phía trong để đề phòng là trộm cắp với cả cướp các thứ. Nếu mà mình làm bình thường là người ta làm cầu thang ở phía ngoài các bác ạ, ở cái ngách ngoài của ngôi nhà ấy, để đi lên cho nó thuận tiện. Tuy nhiên thì ông bà này thu vào phía trong cho nên là cái cầu thang là hơi thấp. Đấy, có cái đấy là em thấy là không hợp lý lắm thôi. Còn về mình có thể sửa, mình chuyển ra ngoài, thể làm cái cầu thang khác hoặc là mình nối thêm cầu thang. Đấy, cái đấy thì em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Thì gỗ ở đây em không biết là tiếng thổ phổ thông thì người ta gọi cái tên gọi của cái loại gỗ này là gỗ gì, để em xác minh lại rồi em nói cho các bác rõ nhá. Nó là cái loại gỗ gì mà bà ấy kể là, bởi vì là bà ấy là người đi trả tiền cho thợ cho nên là bà ấy nắm rõ được các cái thông số kích thước của ngôi nhà. Các cái cột của ngôi nhà này là được chẻ từ một cây gỗ thôi các bác. Người ta chẻ một cái gỗ rất là to, người ta bảo là
mấy người ôm không ôm hết, mà không ôm xuể mà trước đấy gỗ đang dễ lấy, cho nên nhà người ta là người ta thuê thợ đi cưa xong xẻ về làm nhà. Riêng tiền công thợ là gần 100 triệu, 90 mấy triệu á, mà thử ngày xưa làm kiểu chất lượng không được tốt lắm. Do kiểu trình độ của thợ á, cho nên làm nhà nhìn nó không ấy lắm. Mình mà đưa cái nhà này về mình bao lại các bạn, bao chuốt lại xong mình mới ấy, mình mới phun sơn lại. Bà ấy cũng thổ lộ với em là hợp đồng với thợ thì là cả mộc mẽo cả phun sơn, nhưng mà đến lúc sơn thì lại thợ lại quét tay, cho nên là nhìn nó lôm cốm lắm. Chỗ thì quét dày, chỗ thì quét mỏng, chỗ quét dày thì nó bệt lại, nó cái sơn nó chảy ấy, thì bây giờ nó bong tróc. Còn chỗ mà quét mỏng quá thì bây giờ nó lại phá hết màu. Bà bảo là nhà có mỗi hai ông bà già mà đang nuôi một cô em út đang đi học đại học nữa, rất là vất vả, thì cũng mong là bán được ngôi nhà, mà cũng là mong là tìm được khách để sớm bán, bởi vì là ông bà bây giờ toàn chủ yếu là ở trang trại. Như em hay nói là ở trên em là có cái chòi ấy, người ta có cái đất ở rừng để sản xuất chăn nuôi ở đấy, cách bản cách làng của người ta, cho nên là nhà rất là bùi luôn, màng nhện các thứ. Bảo là hai ông bà thời gian để chăm sóc bản thân còn không có, huống hồ là để quét tước cái nhà, cho nên là cái nhà đấy lúc nào cô con gái út ấy, đi học về vào cái dịp lễ Tết rồi các thứ cô ấy về thì cô ấy mới quét. Còn bình thường thì hai ông bà thôi, cứ sáng đi rồi tối về, thỉnh thoảng buổi trưa mới ở nhà thôi. Đó. Nhưng mà nhiều việc cho nên là không có thời gian để quét tước nhà. Đấy, nhà thì em thấy ngon các bác, gỗ nhà đấy là gần như là đồng nhất một loại gỗ nha, từ cột keo rồi ván san. Đó, chỉ có cửa là gỗ khác, cửa là gỗ samu, và một số cái chi tiết ở trên phần trên hoành keo á, là do là khi mà thiếu gỗ là gỗ samu người ta cũng đưa lên để làm. Và gỗ samu thì rất là tốt các bác, tốt lắm, nó có cả tác dụng đuổi muỗi nữa cơ, cho nên những cái những cái giường á làm từ gỗ samu là bán khá là chạy. Thì em có một vài lời mời các bác cùng xem video, không biết là em quay bằng cái camera GoPro này thì ánh sáng nó có tốt hay không.